Rồi hello, chào mừng cô chú anh chị đã trở lại với trại bò giống Tiền Giang của em nha. Đó thì hôm nay bò em về rất là đông nha cô chú anh chị. Thì trước khi vào video thì xin cô chú anh chị hãy nhấn vào cái chữ đăng ký kênh để khi nào em có lên clip đó, thì cô chú anh chị tiện theo dõi nha. Đó thì bò hôm nay bò kem, bò 3B cũng rất là đông nha. Đó, thì em sẽ quay sơ lược hết qua cho cô chú anh chị xem. Đó, cũng mấy chục con á. Rồi bắt đầu em sẽ báo. Đây bò rất là đông nha, rồi em sẽ bắt đầu em sẽ báo giá nha. Rồi thì trại của em nằm ở ấp Phú Cương C, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nha. Số điện thoại 0378224523. Đó, rồi trước mặt ta là cái một cái con kem. Đó, một con đực kem nha. Thì nói chung là con này chiều cao nó khoảng 1 m, cô chú anh chị, 1 mét ăn về nha. Cao 1 mét ăn về thôi. Nhưng mà đít khu tròn trịa, mập bò. Đó, xương sốc to nha. Đó thì nó cao khoảng một cao là tầm 1 m, nó 1 m về nhưng mà đít khu rồi thôi khỏi nói, nó tròn trịa mập bò. Thì con này thì nó có cái giá là rất yêu thương nha, con này là chỉ có 11 triệu nha cô chú anh chị. Nó lưng dai hở, nó lưng dai hở hết nha, nó 11 triệu. Rồi kế bên đây là em có ba con nha. Con này thì mập lắm cô chú anh chị, mập lúc luôn nha. Đó, con này mập. Đó, thì cái con này nó cao 1m05 bò nha cô chú anh chị. Nó cao 1m05 bò, đít khu rồi thôi khỏi bàn luôn, mập thù lù nha. Bò con này rất là mập. Đó, thì giá con này chỉ có 12 triệu nha cô chú anh chị, 12 triệu mập lốt luôn. Đó, 12 triệu con bò nha. Đó, bò rất là mập nha. Bò giá quá mềm phi quá yêu thương, đích mục đích luôn nha. Có 12 triệu nha. Rồi kế nữa là này có ba con là giá 12 triệu nha. Con kế bên này đó, lưng dài rúng yếm, con này yếm lòng phòng luôn. Đó, đẹp bò lớn bò nha, xương sóc là to nha. Rồi con thứ ba là có nghĩa là em có ba con liên tiếp nha, ba con liên tiếp nha, xương sóc nè. Cao 1m05 bò nha cô chú anh chị. Bò này nó nằm 5,5 tháng bò nha. Đó, xương sóc thì to. Đó, ba con này là đồng giá là 12 triệu nha cô chú anh chị. Nào cần cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của em nha. Em ở ấp Phú Hương C, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Đây kế nữa là cặp này là giá là 13 triệu một con nha. Đây con kem trắng nha. Đó, con kem trắng đó thì nó cũng cao một mét lẻ nha, 1m05 bò nha. Nó con thứ hai nè, con này em cũng ưng ý nó dữ lắm luôn. Cái đùi nó đùi bản nha, đó, đùi bản cho bá luôn á, hình hài rất là đẹp nè. Quay hết bò cho coi. Đó, giá 13 triệu nha. Cặp này 26 triệu con kem 3B nha. Bò rẻ, lưng dài thôi khỏi nói nha, lưng dài thì hở hết nha cô chú anh chị. Đó, bò rất là to. Giá thì chỉ có giờ 11, 12, 13 triệu. Đó. Rồi bây giờ em ở đây em có bốn con bò giá nó 14 rưỡi nha. Thì con này nó cao cũng 1m07, 1m08 bò, xương sóc to nha. Đó, bò này là nó nằm khoảng 6 tháng bò nha cô chú anh chị. Đó, 6 tháng bò. Đó, con đầu tiên nha, bốn con giá 14 rưỡi con đầu tiên. Đó, rồi con thứ hai đây. Đó, cao 1m07, 1m08 bò nha, xương sóc thì to, lưng dai hở hết nha, lưng đồi hết nha. Đó, con thứ hai nè. Rồi con thứ ba nè. Rồi đứng hình đẹp ghê. Con thứ ba nha, xương sóc là to đùng nha. Xương sóc kéo tới chút xíu em nước. Con thứ ba nha. Rồi giá chỉ có 14 rưỡi nha cô chú anh chị. Rồi con thứ tư nè, là bốn con. Đó, lưng dài thôi khỏi bàn luôn nha. Đó, bò về sọc bò nha, xương sóc thì to nha. Rồi bốn con liên tiếp giá 14 rưỡi nha.
Rồi đây là em có ở đây 2 4 6 7 con. 7 con liên tiếp giá chỉ có 15 triệu nha. Đó. Nè, 7 con liên tiếp luôn. 15 triệu. Nè lưng dai nè. Con bò hợp lúc nha cô chú anh chị. Lưng dai thôi khỏi bàn nha. Đứng gì mà kẹt gì. Nó lưng dai nè, nó dài trên nè, đó, thấy không? Đó, về trên cho cô chú anh chị thấy không, đẹp hình đẹp bò ghê không, mặt nè bò rất là to nha. Con thứ hai nè, lô 7 con giá 15 triệu con nha. Nè con thứ hai lưng dai nè, xương sóc thì to đùng nha, cao thì mấy con này cao gần 1m1 bò cô chú anh chị. Bò mập lù nha, con nào cũng đấy là thôi khỏi bàn luôn, con nào cũng đấy em quay xa mà nó lớn cả vậy nè, bò mập lắm đó. Rồi con thứ ba nha, để con này xương sóc thì to nha, con này 1m1 bò thủ luôn, nhưng mà cái con này thì nó lông hơi to, nhưng mà mấy con này nó còn rụng lông cô chú anh chị đó. Nhưng mà con này nó lớn lớn đàn, xương sóc to lắm nha, lông hơi to. Này về dỗ lên lên bò cái là nó còn rụng lông sữa nữa nha cô chú anh chị. Đó. Rồi con thứ tư. Con thứ tư nè. Ê. 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 Con nào nấy hết biết bò. Con thứ tư nha. Con này con thứ tư nè. Lên dài. Rồi con thứ năm luôn. Mấy con này là 1m1 bò hết nha cô chú anh chị, 6 tháng bò hết, lưng dây nào cũng nấy nè, hở nè. Đó, con nào cũng nấy cái dây nó hở cái gan luôn nha. Đó. Lưng đồi không, còn dài sọc bò luôn á, cái dây à. Đó, con bò dài sọc luôn. Quá đẹp bò luôn. Đó. Rồi con thứ sáu đây. Nào không nấy lưng dài hay là lưng đôi hết nha, nó xương sóc là khỏi bàn, xương có cối luôn á. Con thứ bảy nè, con thứ bảy nha. Rồi là 7 con liên tiếp giá 15 triệu nha cô chú anh chị, nào cần cứ alo trực tiếp nha em nha. Rồi đây thì em ba con lỡ nha, ba con lỡ đây. Rồi để em báo từ dưới báo lên nha. Đó. Rồi trước mặt chúng ta đây là con một con đực 3B nha. Đó, con 3B này nó cao cũng 1m07 1m08 bò, xương sóc thì to nha. Đó, con này thì giá nó chỉ có 11 triệu nha. Thì cô chú anh chị nào cần cái alo trực tiếp cho em, chỉ có 11 triệu thôi. Đó. Đó, bò cao 1m07 1m08 bò, con 3B đầu tiên nha. Đó. 11 triệu. Rồi kế nữa, em có 4 con liên tiếp nha. 4 con này là 14 rưỡi nha cô chú anh chị. Đây, lưng dai đây. Đó. Đít khu rồi. bốn con này giá 14,5 nha. Thì nó cao 1m0 bò nha cô chú anh chị, nó 1m02 á, 1m02 nha cô chú anh chị, báo cho nó rành từ 1m cho đến 1m02 bò trong 4 con này, giá 14,5, nó xương sóc to nha. Rồi thì cô chú ở nào ở xa không có thể chạy xem được, muốn xem lại bò kỹ lại thì cứ điện thoại qua số Zalo của em nha, số Zalo của em là cái số này luôn. Đó, rồi em sẽ quay lại từng con cho cô chú anh chị xem nữa nha. Rồi cái đây em có một cặp 3B nữa. Con này là con 3B F2 đít muối nha cô chú anh chị. Đó, 3B cơ bắp. Đó, bước ra cây. Chiên một thò cái đầu vô đây. Ra. Đi. Ra cây. Ngoài không chịu đứng. Đi.
Đó. Coi lưng nè, coi cái lưng nè. Đầu rồi đứt muối nha. Đó, còn ba bê đít muối, F2 đít muối nha. Nó thấy hết hải hùng không? Nhìn cái đít thôi thấy ghiền rồi. Cái đít trào ra luôn. Nhưng mà cái con này thì nó khoảng chừng 1 mét ăn về nha. Đó, thì có sao báo về con này khoảng 1 mét ăn về à. Nhưng mà có con cái là đít khu dữ dội lắm. Đít muối mà, ba bê cơ bắp mà. Đó. Ba bê cơ bắp nha. Ba bê cơ bắp. Ừ, nó đứng cái gì, cái dài kìa nó, con bò này cái dài thôi khỏi bàn luôn. Đi. Đi. Đây. Con ba bê, con ba bê muối tiền này rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, đẹp lắm. Ở thì cặp này em chỉ có giá là 30 triệu nha. Nó 15 triệu một con thôi. Nó ba bê muối tiêu quá đẹp luôn, cao cũng 1m07. 06 07 rồi nha. Còn cái con kia thì con ba bê F2 đít muối cơ bắp á, thì nó khoảng 1m ăn về nha cô chú anh chị. Nó 15 triệu một con nha. Rồi. Rồi, em kế nữa một cặp ba kê kế tiếp nữa. Đó, cặp ba bê này giá chỉ có 31 triệu. Thì cái con này á, là nó khoảng 7 tháng bò, cứng cứng 7 tháng bò, nó cao trên 1m1 bò nha. Đó, đít muối. Rồi kế đây nữa cũng là một con ba bê thì khoảng 1m1 bò, lưng dai hở hết nha. Đó, lưng dai hở hết. Đó, đít muối thì qua hai cặp này em bán là 31 triệu nha. Thì cô chú anh chị nào cần cái alo trực tiếp em. Rồi ba con này giá 23 triệu một con. Đít khu rồi khỏi bàn luôn nha. Thì mấy con này nó cao khoảng 1m2 bò, hai con này cao 1m2 bò, thì còn có con ba bê này nè thì nó cao gần 1m2 nha cô chú anh chị, chứ nó không chưa tới 1m2 nha. Nó chắc một 1m15 gì đó thôi, tại con ba bê mà. Đó, đít thì đít muối nha. Đó, mập bò nha. Rồi hai con này 1m2 bò đây. Đó. Thì 23 triệu con, thì cô chú anh chị nào có cần bò lỡ lớn như vậy thì cứ alo trực tiếp với em nha. Đó, bò lỡ lớn nha cô chú anh chị. Đó, thì rồi trước khi kết thúc của video thì em muốn nhắc lại với cô chú anh chị là trại của em ở Phú Hương C, ấp Phú Khương C, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nha. Rồi, quay tổng thể chuồng trại cho cô chú anh chị xem một cái rồi em kết thúc video nha. Bò rất là đông nha cô chú anh chị. Đó, bò đông lắm. Nếu mà có điều kiện tới trại xem trực tiếp thì cứ tới trại em xem trực tiếp, lựa chọn thả ra nha. Em cho lựa chọn thoải mái nha. Đó, bò rất là đông. Nó dễ lựa, dễ chọn. Đông ghê chưa? Mấy chục con á. Rồi, em xin chào cô chú anh chị.